Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ Bẻo Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.